Con à, con hãy tha lỗi cho ba. Ba là người cha không tốt, nhìn con như vậy ba đau lòng lắm. Nếu như ba cho con một gia đình, một mái ấm hạnh phúc, thì con sẽ không đi vào con đường giang hồ, có quá nhiều ân oán hận thù. Con à, con tỉnh lại đi. Con à, Tài, con tỉnh lại đi. Con đừng nằm bất động như vậy nữa, ba đau lòng lắm. Tỉnh dậy đi con. Tài ơi, tỉnh dậy đi con. Bác sĩ, tình hình con tôi ra sao rồi? Hội đồng y khoa của bệnh viện mới vừa hội chẩn về tình trạng sức khỏe của con ông. Tôi cũng không giấu gì ông, tình trạng con của ông bị chấn thương não rất nặng và đứt rất nhiều mạch máu, có thể cứu được mạng sống nhưng không phục hồi được não bộ của cậu ấy. Vậy là hết cách rồi hả bác sĩ? Bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không có kết quả. Bây giờ tôi phải làm sao hả bác sĩ? Nếu có điều kiện thì ông cứ để cậu ấy ở lại đây cho chúng tôi chăm sóc, còn không thì ông cứ đem về nhà.